Jennie Blackpink diễn cảnh khóc mãi không ra nước mắt, nhan sắc trên phim bị chê xấu đầu xấu đớn. Sau thời gian làm mưa làm gió, phim truyền hình The Idol do The Weeknd sản xuất với sự tham gia của anh cùng Lily Rodrip, Troye Sivan, Rachel Stenos, Jennie Blackpink đã đi đến hồi kết. Trong tập cuối của phim lên sóng ngày 3 tháng 7, số phận của các nhân vật từ chính đến phụ đã được ngã ngũ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, diễn xuất và nhan sắc của Jennie ở chặng đường cuối của phim bất ngờ trở thành đề tài nóng, được netizen bàn luận rộng khắp. Theo đó, nữ thần tượng của nhóm nhạc đình đám Blackpink bị chê vì diễn xuất gượng gạo, diễn trăm cảnh như một. Đặc biệt ở một số góc máy, Jennie để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt, làn da sần sùi hơn bình thường. Ở một cảnh quay đáng chú ý trong tập 5 của The Idol, nhân vật Jennie của Jennie bị đặt vào một tình huống khó xử. Theo đó, Jennie vừa để vụt mất cơ hội đổi đời bởi vì ký hợp đồng giữa cô với một hãng băng đĩa bất ngờ bị hủy bỏ. Tình huống này đòi hỏi Jennie phải thể hiện sự buồn bã thất vọng của nhân vật. Sau khi lên sóng, màn thể hiện của cô trong phim được đánh giá là chưa thể hiện được nội tâm của Jennie. Tại phần bình luận, khán giả cho rằng diễn xuất của Jennie khá gượng gạo, đôi lúc còn trông buồn cười. Đồng thời họ nhận thấy cô cần học thêm nhiều về kỹ năng diễn xuất để làm lại từ đầu sau The Idol. Một khán giả bình luận, trông Jennie buồn thật nhưng mà là buồn cười. Vui cũng cái ánh mắt này, buồn cũng ánh mắt này, diễn quá đỉnh, trước sau như một. Một người khác chế giễu. Tuy nhiên số khác lại nhận thấy công chúng đã quá khắt khe với Jennie, dù sao đây cũng là vai diễn đầu tay của cô, không cần phải đòi hỏi quá nhiều. Ngoài ra có người nhận ra Jennie còn để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt trong một số góc quay, đặc biệt visual và làn da của nữ thần tượng cũng không được lung linh như bình thường. Nguyên nhân dẫn đến điều này được cho là do sự chân thật trong màu phim, theo định hướng yêu cầu từ phía ekip. Theo truyền thông quốc tế, trước làn sóng chỉ trích dữ dội, nhà đài HBO đã đi đến quyết định kết thúc sớm loạt phim The Idol sau 5 tập, thay vì 6 tập như thông báo ban đầu. Quyết định này của HBO đã làm xáo trộn hoàn toàn mạch kể chuyện tự nhiên của phim và cuối cùng là một cái kết lộn xộn thiếu thuyết phục. Chính vì thế, vai diễn của Jennie Blackpink nhận kết cục không thể lãng xẹt hơn. Tạm gác lại dự án gây nhiều tiếc nuối của Jennie, vừa qua cô nàng cùng 3 thành viên còn lại của Blackpink đã có buổi trình diễn ấn tượng tại lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Anh. Theo đó, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink đã chính thức đổ bộ lễ hội âm nhạc mùa hè lớn nhất nước Anh, BST Hyde Park 2023 được tổ chức tại công viên Hoàng gia ở London. Blackpink đã có buổi biểu diễn cháy vé với hơn 65.000 khán giả tham dự. Bốn nữ thần tượng trình diễn hàng loạt ca khúc hit của nhóm như Pink Venom, Shutdown, Love Seeker, Do 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 Do, How You Like That, Forever Young, Bombaya, Chip Girl, Charlie, Kiss It, Pretty Service, Playing With Fire, Withdraw. Sau đó, mỗi thành viên có màn biểu diễn solo. Jennie mang đến solo và You and Me. Rizzo trình diễn ca khúc Flower, Rose Hack Gun và On The Ground, trong khi Lisa mang đến bản phối mới với vũ đạo mới cho Hit Money. Đặc biệt, Blackpink đốt cháy mùa hè tại Anh với loạt trang phục biểu diễn gợi cảm. Mở đầu buổi biểu diễn, cả bốn thành viên đều mặc set đồ trắng đến từ thương hiệu Tae Lee. Sau đó, nhóm thay loạt trang phục đen kết hợp nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng đặc điểm chung là những đường cắt xẻ táo bạo khoe triệt để vóc dáng. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng Blackpink mặc quá hở, điển hình như chiếc quần da với hàng chục đường cắt của Lisa hay quần đùi ngắn của Jisoo. Ở phần trình diễn solo, mỗi thành viên mang đến một phong cách riêng. Jisoo diện váy kết hoa đỏ rực khá tương đồng với sân khấu Coachella hồi tháng 4. Lisa trình diễn hết mình trong chiếc áo corset lưới đỏ, kết hợp quần da và bút cao tông đen đỏ. Trong khi Jennie hóa thân thành hình tượng thiên thần với bộ đồ trắng phố ren, Rose tỏa sáng trên sân khấu với chiếc váy độc đáo được đan từ những sợi xích vàng, ngọc trai, đá quý lấp lánh.